trong khá là sâu, có những căn nhà mất luôn, có những căn nhà thì lộ ra mặt tiền. Ở đây có quán nhậu nè, quán nhậu vòng vòng ở Sài Gòn thì các hàng quán coi như là quán ăn thì đỡ đỡ chứ quán nhậu là buồn hiu luôn á. Con đường Trần Phú với nhiều cửa hàng bán tranh, thấy cửa hàng nào cũng không biết nói sao luôn ha. Lúc nào đi ngang đây cũng thấy tranh và tranh thôi, chứ không thấy ai vô mưa vô lửa gì chứ. Không biết có người ta có bán online gì không. Mỗi cửa hàng có một người. Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng chắc cũng gần 7 giờ rồi. Hôm nay là ngày rất là đẹp ha. Ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có rất là nhiều số 4. Một lần nữa xin kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Tạ Quang Bửu ở khu phường 5, quận 8. Con đường Tạ Quang Bửu ở đoạn này có rất là nhiều quán nhậu. Nhưng mà chúng ta thấy giờ này quán nhậu vẫn chưa có khách. Quán nhậu quán ăn quá trời luôn nè, bánh canh cháo cá lóc, bún riêu sa tế quá trời, đủ món luôn hai bên đường luôn ha. Và hướng này là thẳng đi tới khu Phạm Hùng, nhà thờ Nam Hải. Phía sau chúng ta là gần với bến xe quận 8. Hôm nay bầu trời vẫn còn sáng sáng ha. Bên kia là cái quán nhậu. Bên kia có cô bán bánh Phục Linh. Mọi ngồi bán đường đó, nãy Linh Vy lúc bận đi thì chạy lẹ. Nhưng mà bận về thì cô ngồi bên kia, không có mua luôn. Ở đây có quán nhậu nè. Quán nhậu vòng vòng ở Sài Gòn thì các hàng quán coi như là quán ăn thì đỡ đỡ chứ quán nhậu là buồn hiu luôn á. Hầu như là quán nào cũng vậy á. Ở đây là ngay cầu Tạ Quang Bửu. Quán cũng lớn á. Buồn á. Tối nay thì Vlog TV mời anh chị và các bạn chúng ta đi về quận nhất, từ quận 8 đi ngang qua Tạ Quang Bửu rồi Phạm Hùng rồi về con đường Trần Phú, cũng như là con đường Nguyễn Hoàng ngày xưa. Con đường Nguyễn Hoàng Trần Phú thì có rất là nhiều những tiệm bán tranh, bán khung tranh đủ loại, đủ những sản phẩm về tranh vẽ, tranh thiêu đó. Có nhiều chú anh chị ngày xưa khi mà về Sài Gòn cũng hay ghé đường Trần Phú mua tranh vẽ. Nhưng mà dạo gần đây thì tình hình kinh tế khó khăn, mua bán ở trên con đường Trần Phú, ngành hàng tranh vẽ thì nó cũng ảnh hưởng, kéo theo hàng loạt các ngành ha. Dẫn đầu là bất động sản, nhà cửa bán không được thì đâu có tiền đâu đi nhậu, nhà bán không được thì tiền đâu, không có tiền lấy đâu mua nhà, lấy đâu tân gia, không có tiền sao mua nhà mới được. Không tân gia thì đâu có mua được khung tranh hay là cái gì tặng đâu. Hàng quán thì coi như là ít khai trương, cũng đâu có chúc mừng khai trương. Đó là ảnh hưởng quá trời. Đường Tạ Quang Bửu này thì thấy nhộn nhịp ha. Nhìn chung thì nhộn nhịp ha. Quán ăn thì ổn, còn quán nhậu thì rầu. Ven đường có chị bán gì đây? Rau, bầu, bí,
me, mọi thứ một xíu gì đó. Vì nó bán trong chợ không hết, chiều ra đường bán xíu. Chứ bán nhiêu đó thì chắc khó đủ xã hội để chi tiêu quá. Ở bên trái là khu chung cư Hoàng Anh Giai Việt. Ở bên phải là những dãy nhà phố, là những quán quán ăn, cửa hàng bán xe máy, rồi ngân hàng, rồi quá trời. Bên đây có đặc sản bánh tráng Hoàng Ti nè. Quán Hoàng Ti ở đây thì không lớn lắm. Cà phê Highland, cà phê Catina nè. Ở đây có cà phê Catina nữa nè, sang trọng. Kế bên cà phê sang trọng thì có cà phê Lề Đường. Bên đây là khu giống như khu shop house ở dưới mà đang kêu cho thuê mặt bằng này, làm trung tâm thương mại nè. Rồi giờ bữa ở đây mà thành trung tâm thương mại nữa thì sẽ khu này sẽ sáng rực luôn ha. Đó, khu này quá trời chung cư luôn. Đây có chung cư Giai Việt. Hồi nãy là Hoàng Anh Giai Việt, còn đây là Giai Việt không à. Không biết có chung không à. Đi đường này quá trời món luôn đây. Cơm, bánh xèo, bò bít tết, rồi sushi, quá trời luôn. Bò né luôn. À, chữ này bít tết ngộ nè. Cái bảng có chữ bít tết hơi cái gì đó sai sai. Bít tết. Đúng tiếng Việt luôn ha. Rồi ngay đây là ngã ba đường ngã tư luôn chứ. Ngã tư Tạ Quang Bửu với lại Phạm Hùng. Và bữa nữa bên kia làm xong đường là như là ta chạy thẳng qua bên kia cặp bên hông nhà thờ Nam Hải luôn nè. Rồi giờ chúng ta quẹo trái lên cầu Phạm Hùng nha. Đó lên cầu Nguyễn Tri Phương nha. Cái đường này là con đường Tạ Quang Bửu đi ra Cao Lỗ đó, hiện đang làm. Dãy nhà ở đây là coi như là thụt vô trong khá là sâu, có những căn nhà mất luôn, có những căn nhà thì lò ra mặt tiền. Khi một cái dự án nào đó bắt đầu khởi công thì có người vui người buồn ha. Người vui là những người ở lại, những người ra đi có khi cũng vui nhưng mà có khi cũng buồn. Thì nhiều khi ở đó cũng hơi chật, giải tỏa xong được mớ tiền ấy, ở căn hộ hay là khu nhà khác xa hơn xíu nên ra buồn, nhưng mà được cái nhà rộng hơn. Cái gì cũng có hai mặt hết ha, hạnh phúc và đau khổ. Đi con đường này thì thấy xe cộ đông đúc nè, nhộn nhịp nè. Mua bán thì không biết như thế nào nhưng mà cơ bản thì thấy cũng đều hiu. Ở đây bán quần áo. Kế bên đây có cái hẻm để thông vô khu phía sau chợ Phạm Thế Hiển. Những gian hàng bán quần áo, giày dép.
mấy triệu, ở ngoài đường người ta bán có vài trăm ngàn thôi. Quán cơm tấm này nhân viên ngồi đông hơn là khách luôn vậy trời. Giờ này là giờ người ta đi đi ăn đi nhậu nè ha. Ở đây đi thẳng qua bên kia là Nguyễn Tri Phương nè, bên phải là cầu Đại Nông, hướng bên trái là tới cầu Nhị Thiên Đường. Đó, qua khỏi khu quận 8 qua bên kia quận 5 là Thác nè. Ở đây tuy nhiều món ăn, nhiều hàng quán nhưng mà thấy ở đây đang làm đường á, người ta lại xe chạy nhiều á, mình cảm thấy ở đây hơi là bụi ha. Nếu mà anh chị và các bạn không quen thì chắc là cũng hơi ngại xíu, đặc biệt với những cái món ăn mà ở cái hàng quán ven đường. Cơm tấm được ta mặc dù thấy ngon nhưng mà cũng không mạnh miệng cho lắm. Bây giờ bữa nữa sẽ có một cái dự án mà cải tạo lại dòng kênh đôi và những dãy nhà ven dòng kênh đôi hai bên đường Phạm Thế Hiển và Nguyễn Duy thì chắc có lẽ có nhiều sự thay đổi nữa. Rất là nhiều dự án ha, còn dự án rạch xuyên tâm nữa. Và mỗi dự án đi qua là đều có niềm vui, nỗi buồn. Quẹo phải là con đường Hưng Phú. Bên tay phải thì một khu xóm chắc cũng quen thuộc với anh chị. Nếu mà đã lâu rồi chúng ta không có về thì ngày hôm nay đã có dịp đi ngang nhìn lại ha. Ngày trước ở đây thì có một cái con lương nhỏ nhỏ phân làn xe bên trong, nhưng mà ngày nay đường này hẹp quá đó, nên thành ra ở đây người ta bỏ luôn cái đó luôn rồi, mở rộng con đường này ra luôn. Khi mở rộng về mà còn không đủ xe chạy nữa. Ở bên trái là khu chợ Ba Đình. Ngay con đường Ba Đình. Đường Ba Đình thì ngày nay cũng khác hơn rồi ha. Đi thẳng là qua bên kia là Nguyễn Tri Phương nè. Đây là cầu Nguyễn Tri Phương. Lên giữa cầu có cái hướng quẹo phải xuống đường Võ Văn Kiệt. Nhưng mà hôm nay chúng ta không có quẹo phải xuống mà mình đi con đường đi về con đường Trần Phú. Để gửi anh chị và các bạn những hình ảnh ở Trần Phú. Mấy nay báo chí rồi đưa tin con đường Trần Phú, người buôn bán ở trên đường Trần Phú thì kêu than bán quá chậm, mấy ngày rồi mà bán không được 1 triệu nữa rồi sao trả tiền mặt bằng ở đó được. Mỗi ngày ít nhất cũng phải 1 triệu, không 1 triệu rồi tổng chi phí mặt bằng rồi nhân viên rồi vật tư vật liệu các kiểu nữa. Riết là người ta nói riết rồi không đủ tiền để thuê nhân sự luôn, tự làm hết, tất cả đều tự làm hết, gồng lỗ mỗi tháng đóng tiền nhà không biết gồng tới bao giờ, riết là không đủ tiền để cho con đi học ăn uống luôn. Nhưng mà có lẽ ngành nào nó cũng có một cái thời, những lúc mà bán được thì chắc không biết người ta có còn đủ để gồng cho thời điểm này không, mà chắc cũng phải có sự thay đổi thôi. Ngay chúng ta quẹo phải nha, quẹo phải đường Trần Phú, đường Nguyễn Hoàng. Ngay chỗ này có
nhà hàng bao đêm sum của họ Phát ha. Quán lẩu gì tùm lum la trơn á, đủ món hết trơn á. Đây là con đường Nguyễn Tri Phương, thẳng đi ra khu chợ chợ cá Trần Quốc Toản. Bên trái là đi chợ lớn. Bên phải có rạp Hào Quê. Trần Phú ở cái đoạn này là khu nhà tang lễ, bán đồ cúng, đồ phục vụ cho tang lễ nhiều lắm ha. Còn đoạn kia qua cái đoạn này là cái đoạn nhiều nhà xe đi về các tỉnh miền Tây. Qua cái đoạn nhà xe thì sẽ tới đoạn bán tranh. Qua cái đoạn bán tranh thì sẽ tới đoạn quán nhậu. Mà đoạn quán nhậu thì ta dẹp cũng muốn hết rồi. Còn cái đoạn bán tranh thôi. Bán tranh thì đang điêu đứng. Không biết ngày mai thì như thế nào. Đối với con đường chuyên tranh, chuyên phun gỗ. Ở bên trái là khu bệnh viện 7A nè. Bên phải là khu nhà tang lễ. Ngay đây có đường Nguyễn Trãi. Đây là giao lộ Nguyễn Trãi với lại Nguyễn Duy Dương, Trần Phú Thải. Ta đi thẳng là đường Trần Phú ha. Có nhiều nhà xe đi về Vĩnh Long nè, về Trà Vinh nè, Cần Thơ, Sóc Trăng. Vòng vòng Sài Gòn bây giờ là quán ăn thì được, còn quán nhậu thì tiêu điều. Ngay đây là một bên Sư Vạn Hạnh, bên trái là khu An Đông, Windsor Plaza. Bên phải là con đường An Dương Vương, đường chuyên bán phụ tùng xe hơi. Bên trái là con đường Trần Phú, cũng như là Nguyễn Hoàng. Còn ngay đây có quán ốc trứng muối gì đâu cái gì. Ốc trứng muối chi nhánh 5. Bắt đầu đi vô con đường Trần Phú rồi nè. Con đường Trần Phú với nhiều cửa hàng bán tranh. Thấy cửa hàng nào cũng không biết nói sao luôn ha. Lúc nào đi ngang đây cũng thấy tranh và tranh thôi, chứ không thấy ai vô mưa vô lửa gì chứ. Không biết có người ta có bán online gì không. Mỗi cửa hàng có một người, chứ không có nhân sự nào hết trơn trời. Ngay đây là giao lộ Quỳnh Mẫn Đạt. Bên kia là hãng thuốc lá Mít ngày xưa, hãng thuốc lá Mít. Nhưng mà ngày này khu đất đó là coi như là bị thu hồi lại rồi, không còn dự án gì hết. Cửa hàng tranh nè, tranh 3D, canvas, giá sườn.
giờ giá thợ hay là giá sĩ gì luôn, nhưng mà Khánh đây có người ta trả mặt bằng luôn rồi đó. Khánh chúc mừng năm mới rồi, chúc mừng khai trương rồi, coi như là cũng bán không được do ngày nay là coi như là người ta ít khai trương, ít mua nhà, rồi cái cơ hội mà để tặng tặng tranh cho nhau thì rất ít, rất ít có dịp để tặng, nên là những người bán ở đây người ta cũng bị ảnh hưởng. Tranh bán không được thì người làm khung cũng vậy ha, vậy có mấy nhà ta không còn làm nữa. Quá trời, ở đây có cháu gà, cháu gà Vân Hương nè, mà đông quá chưa. Bằng ở đây ít gì cũng phải tốn từ 500.000 tới 1 triệu. Một tháng mà một ngày mà bán không tới mấy trăm ngàn triệu là coi như là gồng lỗ luôn. Còn như con đường này là tôi thấy đi ngang nhiều lần mà thấy ít khi nào mà có khách vô mà lựa chứ. Không biết người ta bán online hay là như thế nào mà. Rồi với tình hình này là thấy là cũng hơi bi đát chút. Xưởng phun tranh giá sĩ. Ở đây là giao lộ Trần Bình Trọng ha. Mát lạnh, mùa hè, mua vô. Những người bán tranh thì bán bên phải nhiều hơn là bên trái, tại vì xe chạy người ta chạy sát bên phải nhiều hơn ha. Bên trái thì ít cửa hàng hơn. Với lại con đường này đặc thù, con đường này là khó đậu xe, khó dừng xe lắm. Đường một chiều, chỗ nào có cái lề đường người ta chạy lên người ta dừng xe được chứ. Có những nhà sát với cái sát với đường luôn, là chạy luôn, ai cận mua lắm rồi mới ghé thôi, chứ thì người ta không muốn ghé coi hay gì đó, cũng ít có nhu cầu nữa. Tại đây là khu quán nhậu, nhưng mà khu quán nhậu nó lại chia tay rồi đó,
Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay dạo một vòng từ quận 8 đi về quận 5 chia sẻ anh chị và các bạn, hy vọng thông qua hình ảnh này thì chúng ta cũng thấy được Sài Gòn nó như thế nào ha. Các hàng quán, tình hình mua bán, sinh hoạt của người dân thì ra sao trong thời buổi khó khăn này. Hy vọng là cái sự khó khăn này sẽ sớm qua đi để người dân thoải mái hơn trong việc mua bán, vui vẻ hơn trong chi tiêu, thoải mái hơn ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.